Xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh tin tức mỗi ngày của em nha. Thì hôm nay em buổi sáng em đi làm cô chú anh chị, em sẽ quay một đoạn đường công nhân tụi em đi làm từ nhà đi tới công ty nha cô chú anh chị. Công nhân buổi sáng là đông ghê cô chú anh chị, rất đông xe nha. Sáng đi làm nha cô chú anh chị. Đây là vô khu công nghiệp Đồng Nai nha cô chú anh chị. Hai bên đường người ta bán đồ ăn sáng nhiều cô chú anh chị ạ. Tí nữa em xuống kia em ghé dưới kia em ăn nha cô chú anh chị. Đây đồ ăn sáng bán đầy luôn, công nhân đây bán đồ ăn sáng nhiều lắm. Công nhân này không sợ đói, buổi sáng đi đây ghé dọc đường là ăn no thôi. Rồi kẹt xe rồi cô chú anh chị ơi. Giờ cao điểm nha cô chú anh chị, công nhân đi làm đông lắm, đi vô đây là khó quanh ra lắm, xe nó đông. Tới cổng vô đây rồi cô chú anh chị ơi, đây là cổng phụ nha, còn cổng chính dưới kia nha cô chú anh chị. Đây là cổng phụ công ty đi, ở bên đây là cổng phụ nè. Bên chỗ trước mặt em là cổng phụ nha cô chú anh chị. Em sẽ dẫn cô chú anh chị xuống dưới cổng chính dưới kia nha. Buổi sáng thì anh em công nhân thì ai mà ăn sáng ở nhà thì cũng ăn sáng hoài, mà ăn sáng ở ngoài thì khỏi ăn ở nhà, phải chạy đi kiếm quán ăn nha cô chú anh chị. Quán nào quen rồi thì ăn quán đó thôi, ngon mình mới ăn nữa, còn mà chở thì không ăn nữa đâu. Hồi nãy mới vừa quay đó là cổng chính nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ ghé dưới đây rồi em ghé dưới đây rồi vô làm cho cô chú anh chị. Rồi video em đến đây kết thúc luôn cô chú anh chị. Về nhà tới công ty chỉ một đoạn thôi, em được quay được một đoạn video. Mời cô chú anh chị đi theo em nha.